Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Feature 2 phục dựng đẹp thế này, khi đi ngoài đường thì ai cũng phải ngước nhìn. Cái chiếc Honda Feature 2 được người chủ lột xác định toàn bộ, làm gì mà bên ngoài trên đẹp hơn với việc lấy cái tông màu xanh lá làm chủ đạo chính. Không chỉ xanh ở những vạt áo mà còn nhiều chi tiết đồ chơi cũng được là Anos theo cái kem màu xanh rất là mắt. Nhìn chúng ta thấy diện mạo cái tông màu xanh lá phối cùng với cái màu đen của cái dòng Future 2 rất ít người đậu, nên việc người chủ hướng tới cái tông màu này đã làm cho con xe có phần nào lạ lẫm hơn với những cái bản độ khác hiện nay. Anh ta còn thêm cái phần yên xe, bắt thêm phần khẩu, đúng là những phong cách được nhiều anh em đi chơi quay hay là phim trường dâm đang hướng tới hiện nay. Cái đông thì đơn giản, nhẹ nhàng, đầy đủ như món đồ chơi. Với cụm của Daytona On Up cho phép chúng ta thay cầu rất nhiều chức năng gì đó, ví dụ như để ưu tiên hay tắt mở đèn pha, nhấn nhá thêm cái bờ đồng hồ bằng cụm công tắc vàng, phối cùng bao tay cái kiểu là Active, cái kiểu của BMW. Nhìn chúng ta thấy có thêm cái cụm tăng đồ chơi nhỏ gọn với tông màu bạc nhẹ nhàng, bên cạnh là cái tay của Rainbow Asset phối cùng trên là cái chiếc bình dọc Rainbow trong suốt. Cái dàn chân trước được nâng cấp ở dầu heo xám bấm đậu nóc, phối cùng con hay của Nissin hai bước bên lựa chọn cái tông màu đen cho nổi bật trên tổng thể dàn chân màu bạc. Phối bên cạnh đĩa thắng đồ chơi cái xe đạp 220, cái cần đạp của Thái, cái kiểu cho phần lốp máy có bô titan làm đẹp vị trí ống xả. Tiếp đến ta còn thấy cái sự cấp mặt cho lực Holden kèm với cái núm tăng chỉnh để kiểm soát phần đầu tốc độ cao. Qua ở đây chúng ta còn thấy rất nhiều chi tiết nhỏ được thiết kế một cái tông màu xanh lá điển hình như gù, ốc âm lửa, cái chụp cạc te con gà, núm tăng chỉnh trợ lực và cái tán nhôm trên cái vụt Holden. Một lần nữa chúng ta thấy tổng thể chiếc xe với những món đồ chơi như vụt Holden bình dầu liền nằm trên, cái bảng này dành cho Minh Kỳ, đó lại lò xo đèn nó liền đạt cùng với màu sắc chiếc xe. Bánh căm niềng nhôm gọn gàng luôn là tiêu chí mà anh chủ đã dọn xe số đông này hướng tới. MX125-2021 nâng cấp xinh tươi với loạt đồ chơi siêu đỉnh. Cái chiếc MX125 hôm nay là một cái dòng minibike phổ thông mô phỏng theo cái dòng mô tô hoặc lớn thu nhỏ đang được rất nhiều anh em đất Việt cũng ưa chuộng. Cái con xe nhỏ lần này số cho mình ngoại hình kiểu cách nguyên dòng là nước cơ bay hầm hố, nhưng lại có kích thước là nhỏ gọn. Phần đầu chiếc xe được trang bị một cái đèn tròn phát CNC đính kèm hai cái xi nhan Motorgas. Chúng ta đang nhìn cận cảnh hơn cái tài thắng của CRC Carbon Fiber đi cùng chiếc con của Kitoko qua tay Domino và kính gục của CRC. Bên trái thì không kém cảnh gì khi người chủ nhẹ nhàng trang bị em nó cái cụm tăng Domino, tài thắng của Rainbow tích hợp bình dầu rời dây gạt đến từ Gaffer. Cái cụm công tắc Domino trái phải chăm kia phần cái đồng nguyên bản được tích hợp với kiểu dáng lùng của con xe, nên được người chủ quyết định xuống phần kia đồng Composino CNC màu đen cùng rất nhiều chóp roti nằm gầm nổi bật ở phần giữa. Cận cảnh nâng chúng ta thấy được cái phần của trợ lực Matrix ấn tượng rất là khó phai với cái ti vàng làm cái điểm nhấn đặc sắc. Thay vì tận dụng cho mình cái phục upside down nguyên bản thì người chủ đã xuống cái vỏ phục của AICS đi cùng con heo của Fando hai bít tới xứng, đĩa là của nhà Gaffer. Ở đây ta nhìn thấy được cái phần dây ốp carbon, cái mổ cài, chi gà, mua bên sườn đến từ Tesla qua. Cái vụt ni chinh bình dầu rời sản phẩm dành riêng cho X tận dụng, nên cái chiếc bình CNC của nó đôi nét nằm khác cái mẫu phục mà chúng ta từng thấy, đi kèm cái bộ phát hạ phục giúp cho xe dễ dàng thay đổi cái trọng tâm. Còn đây con heo của Rainbow Bridge, bộ cấp kéo gấp Composino, cái dầu Gaffer xanh yêu thương. Một cái mẫu xe nhỏ bé nhìn rất là chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.